Sushi là một trong những món ăn truyền thống đặc sắc của những người dân tại đất nước Nhật Bản. Ngày nay vì mức độ nổi tiếng của nó mà sushi đã xuất hiện ở mọi quốc gia trên toàn thế giới, nhưng không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những loại sushi ngon miệng. Nghệ sĩ Takayo Kiyota còn đưa thực khách đến với một môn nghệ thuật mới là vẽ tranh bằng sushi. Với nghệ nhân Takayo Kiyota, gạo và rong biển lại chính là các đạo cụ đặc biệt những tác phẩm từ món ăn sushi của nghệ sĩ này có thể đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực bởi sự sắp đặt khéo léo các nguyên liệu để tạo thành hình thù theo ý muốn. Với người Nhật, gạo và rong biển là những thứ rất đổi bình dân. Và tôi chợt nghĩ rằng mình có thể làm ra những điều mới lạ từ những vật liệu ấy. Không dừng lại ở việc sử dụng những nguyên liệu tự nhiên bắt mắt, sushi của Kyoto còn truyền tải một ý nghĩa nào đó nó đòi hỏi thực khách phải suy ngẫm, nhưng không phải là bức tranh trên miếng sushi mà là hương vị của nó. Thực khách sẽ ăn món sushi này. Theo đó, nếu tôi chỉ vẽ tranh lên đó thôi thì sẽ không giữ được khách. Nhưng vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng lại là điều hoàn toàn khác. Đó là động lực và cũng là niềm đam mê của tôi với món sushi. Tới nay, Kyoto còn mở một lớp hướng dẫn dành cho những người đam mê môn nghệ thuật mới này. Với tôi, làm sushi không đơn thuần là nấu ăn. Bạn không chỉ thưởng thức nó mà còn được chiêm ngưỡng nó, thật thú vị. Còn với những ai không thể tới Tokyo để tham dự lớp học này của Kyoto, họ hoàn toàn có thể tìm đọc cuốn sách song ngữ Anh Nhật có tên tiếng Anh là Smiling Sushiron. Cuốn sách này ghi lại những kinh nghiệm cuốn sushi của Kyoto.